mức nó luôn á, thì dưng mới được á, chứ bắt đầu đi từ con số 0 hay nó không được. Em mà nó vô cùng điên điên nữa. Tao mày cái video này rồi đó. Giờ số 13 thì mày chỉ 13 hay 23 á? 23. Chị muốn mình thấy con mụn nó được rèn rõ nét lắm thì em thu nhỏ lại xíu á. Có nhiều mụn kiểu da trắng quá kìa. Đào tạo nhiều người quay mới được, mày quá đi. Hầu thì dư người mà không có người là hứa đấy, kiểu hứa đấy. Chúng cứ tập từ từ và cái là biết. Cái độ đứng này nha, đứng lâu là nổi. Trời nóng, biết cởi cái áo ra. Thôi, khách lạnh. Tháo tráng 10 phút. Chị làm chào chị. Bà nó mới kêu chị làm mà. Thấy nhà làm người trong cùng đó đúng không? Không, cái nó đi riêng. Con bà nó ở giữa. Cũng nói nhiều mà không biết. Bữa trước mình quay. Bữa trước có quay. Bữa trước quay quá trời luôn á chứ. Nên nó gấp luôn. Xuống coi còn à, nhiều. Em nhớ rồi, chị Lan cái ba mà kêu 10 phút 15 phút đồ đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Kêu chị sang chị khách chỉ cho bà khách đó. Nhớ rồi, nhớ rồi. Em nhớ ra là bữa nữa bà đến bà mình có bà trong nhà, bà ngồi bà chị là có hoa nhà mấy đứa, cười đâu rồi kìa. Vắng nước hồi hả đó. Bà chị mua nước hoa xịn thôi. Nước hoa bà rẻ hả mấy? Chị Loan ạ, à, em có cái bệnh này chị Loan ạ. Cảm ơn 5 ngàn chị ạ. Là chị nước hoa dổ mấy chị Loan là đau đầu. Còn nước hoa thiệt là bình thường. Em đang có nhiều cái bệnh mà ta nói khôn ghê ra em. Bữa trước á, bà bán ở trong Sài Gòn mấy người thì nước hoa thịt phát chóng mặt đau đầu luôn. Không biết. Máu ở bên chị Châu, em đưa bên Nhật về cho một bình không có chị hết. Nhiều. Như chị xịt ra em có thấy bình thường đúng không? Còn như nếu hoa của chị là phải là mấy triệu ở đây á. Như bà mía bà xịt hay mùi giống mùi nhớ thấy nồng nhưng mà không đau đầu. Còn mùi mà cái hoa chê mấy cái cồn nhiều vậy. Còn mẹ là hắn xịt ta nói là mùi nồng thôi mà em không đau đầu. Hay... Nhưng mà hắn xịt là thôi á, là hắn vô cái phòng này là không bay mùi luôn. Không, cái phòng vô nguyên cái phòng nó mùi nước hoa. Chị kể ông nghe này bữa nữa, bà vô để bà làm đúng không? Hồi bắt điều hóa, chị vừa mở cửa bắt chị. Đứa mô xịt cái phòng, cái mùi chí mô mà. Nồng biết cái phòng, chị đâu biết bà trong đi đâu. Xong ngồi hồi thăm bên kia, chị nói nó có xịt phòng biết kìa. Xong rồi xong kia mới kêu đi đến đó. Mình nhỏ biết đó nghe, quên biết sợ. Bữa sau là cái miệng bước bớt tém tém lại nè. Tưởng là mấy đứa tiệm mình thì cái mùi nó quen chứ kìa. Không,
Không, cái mùi nó cũng mùi quen lắm. Mùi nó giống cũng của chị vậy, nhiều loại của chị chẳng nhớ. Mùi của chị hả? Màu hồng hồng hả? Nhìn thấy bỏ bên kia đó đúng không chị? Không, cái này cũng thơm. Lấy cái bình hồng hồng bỏ bên góc. Bình hồng tím ấy chị. Hồng tím này cũng mấy triệu đó. Chị đem vô đây hầu thú thú xịt. À, đến bên này, đến bên kia là thôi nè, nồng cả bên kia khách mượn vô. Nó vừa nó xịt tinh luôn á. Không xịt nhiễm tắm luôn á. Hình như em cái thành ông xịt mà ai vỡ hết trơn. Người mê đó, thích đó. Như hầm hương nữa. Đừng có hầm hâu là được. Rướng đã chứ bộ. Nhưng mà chị thích xịt trong đã rồi đó. Chị mà có tiền ta mua nhiều thì xịt cho nhiều luôn. Chắc là tiết kiệm, tiết kiệm. Tiết kiệm thấy mùi hương của còn pho mình giặt còn dễ chịu hơn. Do em không thích thôi. Đã mà chị thơm thơm sướng mà. Thơm mùi vừa thôi, bốc mùi nữa chứ. Mình nghe cái từ từ bốc mùi nghe không hợp lý xí mô luôn á. Bay mùi. Biết rồi, câu của câu nữa học trước quay đó. Trước quay đâu hết đâu, trước còn mới. Biết là không cần một mớ chứ nên luôn này. Biết rồi, câu nó đợt trước. Cái đâu trước Cali thì lần kia quay lại lấy tiếp cho chịu nổi nữa đâu, nhiều lắm. Mình trước quay mấy ca luôn. Trời, nãy nhìn không thấy cái mặt hết nha. Dày của cái cổ, trời. Mặt không nhiều đâu, cổ mấy cái mét. Thằng nó nói là cái thằng mà bên nó kê đi cho chị. Chị có học video mô mà bán vì làm được được mà nặng muộn được được mà bán video à. Em mua. Mua video trên 10 phút là 300. Rồi là chị làm ngon ngon cho quay chứ. Ừ. Đâu ai quay đâu mà bán. Thế là hắn nói rồi. 300 ngàn hả mà luôn hả? Một video. Ừ. Okay, thôi để hầu chị bán chứ trừ mấy đứa hắn lấy thôi. Không có chị dư video chị bán. Thế còn mong mình làm xí thêm xí mình bán gì vui. Mình phải video ngon chứ còn video mà bình thường thôi. Video và xịn sò. Bán video người ta đăng lên mạng tìm mục. Tìm mẫu. Kiểu rứa đó. Tìm mấy mặt mụn mà mình chụp ra mình kêu cần tìm như hình. Giúp đỡ á. Còn tìm mẫu là thôi á. Mua công ai làm mẫu đấy. Ừ, cũng sợ rồi. Lấy là mẫu chị. Cái này là sợ học viên đồ lên thực hành đó. Chính tay vậy làm à. Thì đó, quay thôi chứ. Hỗ trợ chứ. Buồn đã hả? Để cho sinh viên này, bạn mua có giống như có thẻ sinh viên đồ mà điều kiện hết đồ rồi đó. Chữa free luôn. Chữa free hoàn toàn, kết thúc luôn. Đây là gì nữa chứ. Em kiếm kia lột lột. Em
điện tử á. Yên miếng lanh chỉ hắn nhanh. Yên là tài, có tài. Tuyệt mà. Có tài chúng chị lo luôn rồi. Hay đó. Coi khách bên kia tháo mặt tháo đồ gì không thì rồi là trong này video có khả năng nghe được quên điện thoại quên cái chai điện thoại đi gì ra đây nãy nói cho người nghe hết trơn. Tổng thi sao sắc đây. Mình cứ để cái đơn nhớ nhà chứ em cứ lên đơn bình thường thôi. Chỉ là em lên đơn như em lên trên cho chị em lên sao hai đâu cũng là một cái mà. Ừ. Là một cái son nữa. Son này em không cần ghi vô một son là chị tặng cho khách thôi. Tại nãy thấy chị cũng nói là 300. Hai đậu với một kem, hai đậu ứ là 250 đó. 250 250 ship hết cả. Chị gửi đọc tin nhắn của chị kìa, à? Thử kiểm tra qua được kìa. Tin nhắn chị có nhắn tin Zalo á, em đọc qua Zalo đi. Hỏi trực tiếp đúng. Trời. Hai đậu một kem em cộng tiền vào bình thường thôi, 250 với ship. Trong nước cả à, kìa. Em vô Zalo chị gửi sang đi. Đó, điện thoại đó. Mật khẩu 29994. Quên. Vào trong ghi chị Phúc đó, Phúc gửi tin nhắn sáng sáng giờ mà chưa cầm điện thoại. Phúc lấy kèm với nó cái đường lên chị. Ừ, thì khi thì bảo nó nhớ khi bảo nó chưa. Đây một. Thì bà lấy nhà cặp bà tiền nhà, bà lấy cho chị thì bà cho tiền cho chị. Hả? Một bát. Mấy bát kèm. Còn 350 đúng không? Rồi còn bò đó. Em copy dán xong, copy xong kia đi. Cái gì phải cẩn thận coi kỹ lưỡng, chứ không gửi đi gói đủ mệt. Chị là chị hay chắc chắn lắm.